Thưa quý vị, thay vì có tác dụng trang trí và làm đẹp thêm cho đô thị, thì thời gian qua, loại hình nghệ thuật vẽ tranh đường phố graffiti lại đang biến những bức tường và khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng trở nên nhếch nhác bởi những bức vẽ nhem nhuốc và gây mất mỹ quan. Nút giao thông Hùng Vương - Phan Chu Trinh là khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng. Thế nhưng, cả dãy tôn quay xung quanh của một dự án lại bị phun tranh sơn với những hình giả chữ viết dị dạng như thế này. Còn tại khu vực tuyến đường ven biển Mỹ Khê, những hình ảnh tương tự cùng vết rác, những bức vẽ graffiti dang dở này đã biến cả bức tường ở khu vực này như bị bôi bẩn, gây mất mỹ quan. Mấy cái cầu mà ở trên từ cầu Nguyễn Tri Phương đồ cầu Trần Thị Lý rồi đó, nó quả tùm lum hết này. Nhờ nước quan tâm nó nhốt quá đi. Ở đâu cũng có hết chứ không phải để riêng kia của quận Sơn Trà. Về cái vẽ tranh nghệ thuật đó thì đúng là thời gian bước đầu chúng ta thấy nó cũng phát huy được cái hiệu quả tích cực. Tuy nhiên qua một thời gian thì một số người dân cũng như một số đối tượng lạm dụng cái này quá, nên việc vẽ bậy nó không đúng nơi, đúng chỗ và nó diễn ra tràn lan, nên vô tình nó tạo một cái hình ảnh xấu về cái mỹ quan đô thị, diện mạo của đô thị. Graffiti là loại hình nghệ thuật vẽ tranh phun sơn đường phố phát triển mạnh tại các nước châu Mỹ. Loại hình nghệ thuật này du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và được ưa chuộng bởi giới trẻ, trong đó có đô thị du lịch Đà Nẵng. Tuy nhiên, thay vì làm đẹp phố phường thì những bức vẽ nửa mùa nguệch ngoạc và tràn lan khắp nơi này lại đi làm ngược lại mục đích của nghệ thuật đường phố và trở nên phản cảm.